Ngoài Baki và Yujiro ra thì Piccolo là một trong những nhân vật có tỷ lệ thắng cao nhất trong bộ truyện này, bởi anh chỉ mới xuất hiện, thế nhưng mà số lần Piccolo thua cuộc chỉ mới có 2, và hai trận đó là hai trận mà anh đụng độ với những gã tay to mặt lớn. Thử nghĩ mà xem, vừa được cho xuất hiện để thể hiện, không được bao lâu thì lại bị bắt đi solo với con trai của nhân vật chính và là kẻ được cho sẽ thống trị cả thế giới võ thuật trong tương lai, rồi trận chiến tiếp theo lại cho đi đấm nhau với kiếm sĩ huyền thoại của Nhật Bản, người được búp sức mạnh một cách cực kỳ ảo. Chính vì vậy nên có thể coi Piccolo là một trong những nhân vật có số má tại bộ truyện này. Vậy thì nếu như so kèo những nhân vật như Oliva, Kaku Kaio hay Double Orochi, hoặc thậm chí là đánh lại với Jack một trận nữa thì sẽ như thế nào? Trong chap 151 của Bakido, Piccolo đã cực kỳ vạm vỡ, thân hình săn chắc, anh cũng tỏ ra thông minh hơn bao giờ hết. Vậy nên, sức mạnh của anh chàng chắc chắn đã được nâng cao lên rất nhiều rồi. Chào mừng các bạn đến với Benchy Điện Tử. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau so sánh sức mạnh và set kèo đấu giữa người thượng cổ Piccolo và các đấu sĩ khác trong đấu trường ngầm nhé! Piccolo với Oliva. Đây là kèo đấu mặc dù vẫn chưa diễn ra, nhưng mình nghĩ là sẽ không bao giờ diễn ra được, bởi vì Piccolo hiện tại thì đang ở Nhật, mà Oliva thì đang tận hưởng cuộc sống xa hoa tại nhà tù ở Mỹ cùng vợ mình. Thế nhưng các fan vẫn luôn hóng chờ và mong chờ một phép màu nào đó có thể khiến cho việc sẽ có một cuộc đụng độ giữa hai nhân vật này. Lý do là bởi vì bọn họ đều có chung một phong cách chiến đấu với nhau. Piccolo và Oliva đều là những dân chơi hệ cơ bắp, chiến đấu bằng tất cả sức mạnh thuần của mình, chứ không hề đụng gì đến kỹ thuật. Và tất nhiên các bạn cũng biết rồi đấy, kỹ thuật sinh ra là để giúp cho tối ưu lượng sát thương mà đấu sĩ có thể gây ra cho đối thủ của mình. Ngoài ra nó còn giúp họ giữ được thể lực lẫn thể trạng một cách tốt nhất. Vậy nên, với một trận chiến giữa hai kẻ không học kỹ thuật và không biết chút gì về võ thuật, nó sẽ dã man tới mức nào? Khả năng cao là họ sẽ tấn công một cách cực kỳ điên cuồng và trận chiến đó sẽ rất là đẫm máu. Chẳng ai sẽ là người có lợi trong cuộc đụng độ này cả, và người duy nhất cảm thấy vui đó chính là người xem chúng ta. Xét về sức mạnh của kèo đấu này thì có lẽ mình nghĩ rằng Piccolo sẽ là người chiến thắng, bởi vì với phong cách chiến đấu của Oliva là đấu tay đôi, và điều đó không có lợi thế trước một kẻ như người thượng cổ, bởi vì đây cũng là thế mạnh của anh ta. Piccolo đã từng đối đầu với hàng loạt những con khủng long có kích thước to gấp 10 hay 100 lần như Oliva rồi, và hơn nữa thực tế cũng đã chứng minh cho việc kết cục của những kẻ dám đối đầu trực diện với Piccolo là sẽ như thế nào. Hai kẻ đó không gì khác chính là Retsu và Kasumi. Thậm chí họ cũng sử dụng kỹ thuật và võ thuật để đối đầu trực diện mà vẫn không xi nhê gì anh ta. Và xét về sức mạnh thuần thì rõ ràng là Piccolo mạnh hơn Oliva rồi. Nói đúng hơn là trong cái bộ truyện này, anh ta chính là người có sức mạnh thuần bá đạo nhất, thậm chí còn hơn cả Yujiro nữa. Pha bắt tay với gã yêu tinh đã chứng minh điều đó, Piccolo hoàn toàn áp đảo Yujiro và khiến cho ông ta phải sử dụng kỹ thuật để tránh né một trận thua cuộc. Hơn nữa, một điểm yếu của Oliva đó chính là việc ông ta thường hay đánh giá thấp đối thủ của mình. Vì vậy rất có thể Piccolo sẽ gây bất ngờ bằng một đòn tấn công chí tử giống như anh đang làm với Baki, và rồi chỉ cần có vậy, thế trận nhanh chóng sẽ nghiêng về người thượng cổ mà thôi. Ưu điểm của Oliva là cơ bắp thật săn chắc, nếu để cho Piccolo cắn thì có lẽ sẽ rất khó. Tuy nhiên là khó chứ không phải là không thể. Kéo dài trận đấu thì chắc là Oliva sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Chưa kể nếu còn nhớ thì Baki đã từng dùng sức mạnh thuần của mình để đánh thắng Oliva. Tuy nhiên, trong trận đấu với Piccolo thì cậu lại hoàn toàn thua cuộc. Vậy nên, theo tính chất bắt cầu thì chắc là Oliva hoàn toàn khó thắng, nếu như không muốn nói là hoàn toàn không có cửa đâu, đúng không? Piccolo với Kaku Kaio. Kaku Kaio hiện tại được cho là người đứng trong top 4 của bảng xếp hạng những kẻ mạnh nhất tại đấu trường ngầm. Cụ thể hơn thì ông ta chỉ thua mỗi Baki, Musashi và Yujiro mà thôi. Nếu các bạn hỏi lấy lý do đâu để mà khẳng định điều này thì trận đấu giữa ông ta và Yujiro đã nói lên tất cả. Trong cái bộ truyện này thì có mấy ai lại đấm Yujiro một cách điên cuồng như vậy và khiến ông ta đau đớn, thậm chí còn ép gã yêu tinh phải bật mod lưng quỷ lên để mà kết thúc trận đấu ngoài Double khi xưa, và Baki chứ đúng không? Vậy sẽ ra sao nếu như Piccolo đối đầu với ông cụ này? Chưa nói đến việc thắng thua ra sao, thế nhưng đầu tiên chúng ta hãy xét tới cái thái độ và tâm lý thi đấu của Kaku Kaio trước. Trong lần mà Kasumi đối đầu với Piccolo, ông cụ già này cũng đã bay từ Trung Quốc sang Nhật Bản để mà chứng kiến trận đấu này. Ngay khi trận đấu bắt đầu thì Retsu Kaio đã hỏi người sư phụ mình rằng ông nghĩ như thế nào về Piccolo dựa trên kinh nghiệm chiến đấu cá nhân của mình. Kaku nói rằng nếu là mình đang đứng ở dưới võ đài kia thì ông ta sẽ dừng trái tim của mình để đấm một cú không hề do dự, mà trước đó thằng học trò của mình là Retsu gần như đã bị Piccolo tàn sát. Thế nhưng khi ông nói câu này thì nó chứng tỏ Kaku Kaio rất tự tin về sức mạnh của mình trước người thượng cổ.
Cũng phải thôi, đấu với một người có cả kỹ thuật lẫn sức mạnh như Yujiro thì Kaku còn không ngán, chưa nói gì tới việc Bikko. Ông ta có lý do để mà tự tin như vậy. Đầu tiên đó là chiều phòng thủ Saori. Với kỹ năng này thì dù đối thủ có tấn công mạnh như thế nào đi chăng nữa thì nó cũng sẽ vô dụng. Tất nhiên là ngoại trừ hai người đã phá giải thành công là Musashi và Yujiro ra nhé. Mình đang nói tới cuộc chiến của Bikko, và nếu như Kaku dùng đòn này thì dù cho cố nghĩ tới đâu thì người thượng cổ cũng sẽ không bao giờ phá giải được. Và thứ hai đó là cú đấm cực kỳ mạnh của ông ta. Có thể thấy Kaku đã khiến cho Yujiro phải hoảng hốt và né tránh ngay lập tức khi ông tung một cú đấm cực mạnh vào người. Vậy nên dù mạnh nhưng có lẽ khi đấu với một chiến binh dày dặn kinh nghiệm như Kaku thì sẽ rất khó để một Bikko non nớt như thế này có thể đối đầu. Bikko và Hanayama. Cũng giống như Oliva thì Hanayama cũng là một nhân vật được các fan mong chờ sẽ có một trận đụng độ với người thượng cổ. Vẫn là hai kẻ có sức mạnh thuần đấm tay bò với nhau. Tuy nhiên trận đấu này thì khác với trận đấu giữa Bikko với Oliva. Ở chỗ là Hanayama thì mạnh hơn và anh chàng này có biết đến một chút kỹ thuật. Trên thực tế thì Hanayama đã có một màn đụng độ nho nhỏ với anh chàng người thượng cổ này rồi chứ không phải là chưa. Khi ấy thì Bikko đột nhiên biến mất khỏi đấu trường ngầm, khiến cho mọi người phải đổ xô đi tìm. Hóa ra, anh chàng cảm thấy tò mò với ánh đèn ở phố và muốn cải trang thành người đi đường. Tuy nhiên thì sự hiện diện của anh cũng đã nhanh chóng bị bại lộ bởi Bikko không thể kiềm chế được sự phấn khích của mình khi thấy cái xe chở thịt. Lúc này Hanayama đã nhanh chóng có mặt và anh cũng đã solo nhẹ nhẹ với người thượng cổ. Có thể thấy, cú húc của Bikko lúc đó đã bị giang hồ mạnh nhất Nhật Bản ngăn cản lại. Tuy nhiên lúc ấy thì hai người chỉ dừng lại ở mức độ đó thôi và không làm gì thêm. Vậy nên chúng ta không thể nói được gì nhiều. Để có thể phân định được rõ ràng ai sẽ là người nằm kèo trên thì chúng ta phải nhờ Musashi. Bởi vì cả hai đấu thủ này đều đã từng giao chiến với vị đệ nhất kiếm sĩ một lần. Đối với Hanayama thì trong kèo đấu giữa anh và Musashi thì anh đã tạo nên một ấn tượng cực kỳ lớn cho người đọc chúng ta bằng những pha chiến đấu rất dũng mãnh. Thậm chí Hanayama còn có thể áp đảo vị kiếm sĩ kia trong nhiều tình huống khác nhau. Hãy lưu ý rằng trong trận đấu này, Musashi đã thực sự nghiêm túc chiến đấu và cầm kiếm để bèm nhau chứ không phải là kiểu đùa cợt đâu nhé. Và nếu so với Bikko thì rõ ràng là anh chàng đã thể hiện tốt hơn người thượng cổ lúc đầu với Musashi rồi. Thế mạnh của Bikko trong kèo đấu này chỉ là độ cứng cáp của cơ thể và thế lực trâu bò. Vậy nên mình nghĩ rằng nếu như Hanayama đánh đúng sở trường của mình và có được một cái đầu lạnh thì Bikko hoàn toàn có thể bại trận dưới tay anh luôn đấy. Bikko với Motobe. Đối với Motobe thì chắc là ai cũng biết điểm mạnh của ông là gì. Một hiền nhân từng nói, nếu như cho Motobe thời gian chuẩn bị và lên kế hoạch trong thời gian nhất định trước khi trận chiến bắt đầu, thì có là Yujiro ông ta cũng đấm nhau được. Chứ nếu còn solo 1-1 không vũ khí tại đấu trường ngầm, thì ông ta chỉ là một con tép riêu. Nói tới đây thì nhiều bạn sẽ nghĩ rằng Motobe hẳn là sẽ ngang kèo với Bikko nếu như cho ông ta thời gian để chuẩn bị đồ đạc và các thời loại 7 rồi đúng không? Mình cũng nghĩ vậy. Mặc dù được cho là đấu thủ có khả năng thay đổi yếu nhất trong bộ truyện, thế nhưng nếu cho Motobe cầm đồ trên người thì nó sẽ là một câu chuyện khác. Tại trận đấu giữa Motobe và Jack thì ta có thể thấy Jack hơn Motobe về mọi mặt, từ thể hình, thể trạng cho tới sức mạnh. Thế nhưng bằng những chiêu trò của mình và những món vũ khí, Motobe đã lật kèo một cách ngoạn mục và khiến cho Jack không thể làm gì ngoài nhận lấy một trận thua nhục nhã. Điểm đáng chú ý là khi đó, Jack có thể chiến đấu một cách hoang dã. Anh không biết được khi nào nên phòng thủ, khi nào nên lao lên mà cứ đánh một cách điên cuồng, giống hệt với Bikko lúc bấy giờ. Vậy nên ở kèo đấu này thì mình sẽ có hai kết quả. Phụ thuộc vào điều kiện chiến đấu và sàn đấu thì chiến thắng sẽ khác. Nếu như tại đấu trường ngầm không có luật lệ, không có vũ khí thì Bikko sẽ thắng. Còn trong một trận đấu có cho phép sử dụng vũ khí và có thời gian chuẩn bị thì khả năng cao Motobe sẽ là người chiến thắng nhờ kinh nghiệm của mình. Bikko và Jack lần 2. Đây cũng là một trận đấu được nhiều người mong chờ nhất cho tới thời điểm hiện tại, và nó cũng là trận đấu xảy ra cao nhất trong Baki. Bởi hiện tại thì bộ truyện mới ra mắt gần đây là Baki Rahen đã được tác giả Hitagaki chấp bút và nhân vật chính lại là Jack Hanma. Chính vì vậy nên người ta mới mong chờ về một trận đấu mà cô máy cắn sẽ có được cơ hội trả thù với người thượng cổ. Jack giờ đây đã khác xưa rất nhiều và mình nghĩ là anh cũng không ngần ngại gì nữa đâu. Jack khi xưa là một chàng trai hấp tấp, vội vàng, luôn đâm đầu vào tấn công đối thủ mà không suy nghĩ, thì giờ đây anh đã hoàn toàn khác, biết lên kế hoạch, biết tính toán và đặc biệt là luôn giữ một cái đầu thông suốt. Chưa kể đến việc Jack còn sở hữu một món vũ khí mà anh luôn tự hào nhất của mình, đó là bộ hàm Titan. Với món vũ khí chết người này thì trận đấu giữa anh và Bikko sẽ thực sự gây cấn, bởi vì những cú cắn của hai người giờ đây rất đáng để có thể quan sát. Mình không biết chắc được ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc đấu này, bởi vì nó rất khó nói. Tuy nhiên thì mình sẽ nghiêng về cổ máy cắn nhiều hơn, bởi vì anh có hàm Titan. Nếu xét về khía cạnh bị cắn một phát thôi thì lợi thế cũng đã đến rất nhiều đối với Jack rồi. Mình nghĩ là bây giờ với cái hàm Titan này, anh có thể cắn được luôn cả da của Yujiro chứ không phải chuyện đùa đâu.
Vậy nên nếu như Biko không có sự thay đổi và chỉ tấn công bằng những đòn cơ bản như trước kia mà hai người từng đối đầu với nhau thì thật khó cho người thượng cổ. Tuy nhiên thì mọi thứ nó không như vậy. Ta đều biết là trong chap 151 của Bakido, Biko đã quay trở lại với diện mạo mới. Ngoại hình cũng như là cơ thể của anh đã thay đổi khá nhiều. Vậy nên có thể hy vọng được về một sự thay đổi của anh chàng này đúng không? Và đó là toàn bộ về những trận đấu hấp dẫn khi người thượng cổ có thể đối đầu với họ. Trên thực tế thì có rất nhiều đấu sĩ khác mà mình chưa nêu tên ở đây. Nhưng nếu xét về độ hấp dẫn thì bảng xếp hạng như trên theo mình thấy là đã khá hợp lý rồi. Nếu thấy video này hay và thú vị, hãy để lại cho mình một like, một đăng ký để mình có động lực trong những video tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại.